Kính thưa quý vị, mới đây Campuchia đã có quyết định dỡ bỏ phong tỏa. Lợi dụng điều này, một số đối tượng cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép đã đăng thông tin lên mạng xã hội báo giá đưa người vượt biên an toàn vào Việt Nam. Trước tình hình đó, vào chiều ngày 27 tháng 4, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Với tình hình như hiện nay gần đây đó là Kiên Giang là chủ động, từ bắt đầu tháng 3 là tôi đã chủ động xin chủ trương của tỉnh Thường vụ Tỉnh ủy là thành lập bệnh viện dã chiến, đồng tỉnh ủy là đồng ý rất là cao và trình Bộ Y tế để trình Chính phủ. Yeah. Xong đó là mời Bộ Y tế thì cũng có cái hướng là đi kiểm tra, nhưng mà Kiên Giang là mời lô Bộ trưởng thì Bộ trưởng vô trực tiếp thì thấy là mình tình hình chuẩn bị như thế tốt, là đồng ý cho thành lập bệnh viện dã chiến để trình Chính phủ. Dạ. Và chỉ đạo cho Chợ Rẫy, chỉ đạo cho cái viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo cho Chợ Rẫy là xuống để hỗ trợ anh em xem cái tinh thần mà chuẩn bị thành lập bệnh viện di chuyển rồi phân luồng điều trị tại trung tâm y tế Hà Tiên như thế. Dạ. Thì góp ý gì thêm, viện Pasteur thì hỗ trợ xét nghiệm cho cái Hà Tiên, tập huấn mấy lớp rồi chuẩn bị triển khai cho chẩn đoán xác định COVID, nhưng mà mua máy móc thì nó phức tạp, kinh phí thì khó khăn, thành ra nhân cái dịp này thì đề nghị Bộ Y tế là hỗ trợ máy xét nghiệm. Thì trước mắt là Bộ Y tế chỉ đạo cho người có tên chỉ mình xuống để hỗ trợ đem máy mượn, và Bộ Y tế sẽ cấp cho để triển khai chẩn đoán xác định tại Hà Tiên, vì nếu có như thế thì rất là thuận lợi. Yeah. Nó kết quả nhanh, đỡ chi phí. Thì với tình huống như hiện nay, số lượng bệnh nhân ít là tôi điều trị tại trung tâm y tế, bởi vì triển khai cái giường đó tới hiện nay là tại trung tâm y tế là 5 đến 70 giường để cách ly điều trị. Và bệnh viện dã chiến đó trước mắt là thành lập 200 đến 300 giường. Yeah. Xong là sẽ nâng lên 400 đến 500 nếu cần thiết. Số lượng mà giường nên trên 500 thì lấy cả trung tâm y tế Hà Tiên điều trị bệnh nặng, và bệnh nhẹ thì làm trung tâm y tế làm ở bệnh viện dã chiến. Thành ra mình đưa ra nhiều phương án. Ngoài đó ra đó là tại tỉnh đó, thì tôi đang gấp rút là cho di dời cái bệnh viện đa khoa tỉnh. Nếu yeah. gì không có gì thay đổi là ngày 8-9 này là chuyển bệnh viện đa khoa tỉnh về cơ sở mới. Yeah. Xong đó rồi là chống cơ sở cũ đó, thì nếu cần thiết tình huống mà nó rất đặc biệt thì thấy có thể lấy bệnh viện đa khoa tỉnh làm cái bệnh viện dã chiến để điều trị, thì khoảng 500 đến 800 giường bệnh được. Hiện nay là cái tuyến biên giới trên bộ đó. Yeah. Là biên phòng là ở các chốt dày đặc từ 70 nâng lên 120 chốt. Yeah. Dày đặc trên đó. Yeah. À, còn nếu mà nó sổng vô được, nó đi đoạn đường nào đó vô được trong các địa phương đó, hiện nay đã tuyên truyền cho người dân là có ý thức cảnh giác rất là cao, khi có người lạ tới là phải khoa báo để mà đưa về khu cách ly, đưa về cái cơ sở y tế để mà khai báo y tế rồi tổ chức cách ly. Trên biển thì hệ thống biên phòng, cảnh sát biển, hải quân này kia nọ các thứ là cũng dày đặc trên biển. Tuy nhiên là vùng biển của Kiên Giang hết sức là rộng, thành ra vấn đề chốt chặn này kia hết sức là khó khăn, bởi vì nó xen lẫn giữa cái tàu mà người dân chở mấy cái người nhập biên trái phép với lại cái tàu ngư dân mình đi làm ăn trên biển, rất là khó phân biệt. Đề nghị cái đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia, Philippines đó, dạ. tuyên truyền cho người dân rất là yên tâm ở tại chỗ. Dạ. Và trước đây là cũng có hỗ trợ tiền gạo cho đại sứ quán đó, là cũng hỗ trợ cho người dân mình ở tại chỗ không có nghe các cái thông tin mà bị nó lợi dụng bịa đặt rồi, để nó có hai cái chuyện nha. Một dạ. là nó cũng có tổ chức để đưa về, cái thứ hai nữa nó lợi dụng vô chỗ đó để mà nó lừa đảo người dân mình. Cái dạ. này thì tôi đã lực lượng chức năng đã làm việc với cái lãnh sự quán của mình để mà tuyên truyền cho người dân bên đó rồi. Quý vị thân mến, hiện nay trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, mỗi chúng ta hãy nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Bà con kiều bào nếu về nước phải đi theo đường chính ngạch để cơ quan chức năng tổ chức khai báo y tế, cách ly y tế theo đúng quy định. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.